người mẹ biến những nét vẽ nguệch ngoạc của con trở thành tác phẩm nghệ thuật. Người phụ nữ có tên Ruth Uterman, 31 tuổi, đã biến những bức vẽ nguệch ngoạc của con trở thành những bức tranh dễ thương. Những bức vẽ nguệch ngoạc ban đầu là của cậu bé Theodore, 3 tuổi. Gia đình họ sống ở thành phố Toronto, Canada. Trước đây, chị Ruth Uterman đã được biết tới với khả năng hô biến những bức vẽ nguệch ngoạc của cô con gái ít trở thành những bức tranh đẹp. Nhưng giờ đây cô bé ít đã được 7 tuổi và các nét vẽ không còn vụng về như trước. Lúc này, những bức vẽ của cậu bé Theodore trở thành nguồn cảm hứng, là sự thử thách dành cho người mẹ ưa thích sáng tạo. Trí tưởng tượng của người mẹ trẻ trong những bức vẽ dựa trên chính tuổi thơ của hai con nhỏ. Khi thực hiện các tác phẩm mới, chị Uterman luôn tôn trọng nét vẽ ban đầu của con và không bao giờ tô đè lên nhằm làm mờ nhòa các nét vẽ nguyên gốc của con nhỏ. Sự vụng về của nét vẽ trẻ thơ, sự khéo léo của nét vẽ người lớn cùng tồn tại song hành bên nhau, cái này làm nổi bật cái kia. Thường chị Uterman sẽ hỏi con xem thực sự con muốn vẽ gì, biểu đạt điều gì, sau đó họ cùng nhau xây dựng những câu chuyện cho tác phẩm của hai mẹ con. Chị Uterman chia sẻ, tôi vẽ bằng nguồn cảm hứng từ tuổi thơ của các con tôi, trước khi trở thành một người mẹ, tôi đã yêu thích hội họa. Trong những câu chuyện của mẹ con tôi, trước đây là ít còn giờ là Theodore, trước tiên, bé sẽ vẽ những gì mình muốn, rồi sau đó sẽ ngồi chuyện trò với tôi và trong khi ấy, tôi sẽ hoàn tất những gì bé hình dung, tưởng tượng và muốn thấy trên trang giấy vẽ. Trong quá trình thực hiện, hai mẹ con cùng trao đổi để tác phẩm thỏa mãn cả hai người. Chị Uterman tâm sự rằng quá trình thực hiện những bức vẽ này làm gia tăng sự gắn bó giữa chị và các con của mình khi họ cùng nhau trao đổi, đối thoại, cùng tôn trọng, tin tưởng và thích thú với những ý tưởng và khả năng của nhau. Tôi đối xử với các con rất bình đẳng trong ý tưởng sáng tạo. Các con biết rằng ý tưởng của mình được lắng nghe và trân trọng. Chúng tôi chia sẻ tác phẩm trên mạng xã hội với mong muốn truyền cảm hứng cho các bậc cha mẹ khác gắn bó với con mình thông qua hoạt động nghệ thuật. Chính các con cũng đã giúp tôi gia tăng trí tưởng tượng theo những cách mà trước đây tôi chưa từng hình dung ra. Bích Ngọc, theo Daily Mail. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.